điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là crypto và bitcoin thì vẫn đang bị tấn công các bạn là chuyện gì nữa đây thì các bạn đã nhớ là ngày hôm qua đó sec đã uh, gửi một cái gọi là wells notice đến cho sàn Coinbase. và đây là một cái uh, có thể nói là cảnh báo trước khi mà SEC sẽ kiện Coinbase Cái mà thường không hiểu đây đó là nếu như mà họ muốn kiện thì sao họ không đi kiện đi Còn lại phải gửi cái lá thư này nhé, giống như, một cái lá thư hâm dọa gì đó với Thuận Nhưng mà trong lá thư cũng không nói gì rõ ràng hết các bạn Chỉ nói là Coinbase đang vi phạm luật chứng khoán của Hoa Kỳ Tại vì đang cung cấp một số sản phẩm là chứng khoán Nhưng mà cũng không nói rõ là sản phẩm nào là chứng khoán hết các bạn Thường đã chia sẻ chi tiết hơn à, Tại sao mà những gì mà SEC nói đó không có nhiều ý nghĩa Và cũng không có được công bằng với lại thị trường crypto này? Này. nhưng mà dù sao đi nữa đó chúng ta được là sao khi mà có thông tin đó hồi sáng này đó cổ phiếu Coinbase à, cũng đã bị dù dập bây giờ đã xuống 14.05% rồi khi mà đóng cửa lại ngày hôm nay cổ phiếu này đó các bạn thấy được là từ đầu năm tới bây giờ thì cũng đã có một sự tăng trưởng có gì đáng kể các bạn 87.31% đã tăng trưởng còn mạnh hơn cả BTC nữa nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn vào cái thời gian dài hơn đó, trong vòng một năm thì cổ phiếu này vẫn giảm 63.79% đây là một trong cổ phiếu mà các bạn đã nhớ là Cathie Wood lưu trữ rất là nhiều cho những cái quỹ đầu tư ARK Invest Và Coinbase cũng đã lên tiếng nói là họ sẽ không giống như là những cái sàn khác hay là những cái công ty mà nhỏ hơn Họ sẽ đứng lên để mà chống đối lại với SEC Khi mà SEC kiện, tại vì tới bây giờ SEC vẫn chưa có kiện họ Chỉ nói là có khả năng là kiện họ mà thôi Nhưng mà không nói rõ là họ thực sự đã vi phạm cái gì và trên sàn của họ cái về chứng khoán cho tới bây giờ SEC vẫn chưa có lên tiếng cho nên trên thực tế đó bây giờ nếu như mà nói là SEC đang cáo buộc Coinbase chi tiết là gì chúng ta cũng không biết luôn nhưng mà nếu như mà SEC kiện đó, thì Coinbase sẽ đi hậu tòa và ngày hôm qua chúng ta cũng đã nói chi tiết về vấn đề này rồi và Coinbase nói là họ có rất là nhiều luật sư và chỉ khả năng chống lại pháp lý thôi thì họ có thể kéo dài cái vụ kiện này 10 năm nếu như mà họ muốn, họ cứ liên tục là à, phản án, phản án liên tục thì có thể kéo dài tới 10 năm luôn, chứ đừng có nói là SEC muốn có một cái sự thắng lợi nhanh chóng đối với Coinbase không biết là nói như vậy đó, SEC có suy nghĩ lại hay là không, tại vì Coinbase trên căn bản đó đã không chịu à, đứng yên và bị buộc tay nữa, và Coinbase nói là họ cũng đã có nhiều cái chiến lược hơn à, họ cũng đã bắt đầu là lan tỏa ra những quốc gia khác để họ có thêm thu nhập và họ cũng có thêm À, nhiều chiến lược khác như là đi thu mua những công ty mà đang có mặt hoạt động của SCC à, Để đa dạng hóa cái hoạt động của họ cho nên trên căn bản họ sẽ không phải là một mục tiêu mà vậy đó phó đâu không giống như là sàn Kraken à, các bạn thấy được là nếu muốn chống lại SEC đó thì phải là một công ty mà có nhiều luật sư và có tiền chúng ta đã nhớ cái sự kiện liên quan tới Kraken họ không chống lại tại vì họ không có đủ tiền để có thể mướn nhiều luật sư và có thể là theo một cái vụ kiện dài như vậy chúng ta đã nhớ là cái chi phí kiện tụng giữa SEC và Ripple đó Ripple nói là họ đã chi ra 100 triệu đô la gần 2 năm qua chỉ là chi phí pháp lý mà thôi mà hai năm năm qua chúng ta thấy được là vẫn chưa kết quả cho đến thời điểm bây giờ. Nếu như mà SEC kiện Coinbase thì đây sẽ là ba cái vụ kiện lớn đang chưa có kết quả. Chúng ta đã biết vụ kiện liên quan tới Ripple với SEC. Chúng ta cũng biết là bây giờ đã có công ty RayScale đã kiện ngược lại SEC vì việc là không có cho phép họ đưa ra một cái sản phẩm đó chính là Bitcoin Spot ETF và cái lý do không cho phép là không hợp lý và họ đã kiện SEC rồi. Bây giờ nếu như mà SEC kiện Coinbase nữa thì sẽ là ba vụ kiện lớn thường không hiểu tại sao mà SEC lại lựa chọn thời điểm này để à, muốn có ý định là kiện sàn Coinbase một sàn mà họ biết là có cái sự hỗ trợ rất lớn đến từ à, nhiều nhà đầu tư có tiền và cũng là một một sàn mà có tiền các bạn cho nên không dễ dàng mà bị SEC đàn áp đâu thường không hiểu là tại sao mà SEC lại lựa chọn thời điểm này trong khi mà họ vẫn chưa lo xong Ripple với là Grayscale và gần đây họ cũng đã gặp một số trở ngại như là liên quan tới Voyager tôi đã từng chia sẻ với các bạn rồi nhưng bản thân Thuận đó thì à, đương nhiên à, Thuận muốn Coinbase đứng lên để mà chống lại SEC Thì Thuận cũng không có thể à, làm nhiều các bạn Thuận chỉ biết là sàn Coinbase có một sản phẩm gọi là Coinbase One đây là một cái sản phẩm mà các bạn đóng tiền hàng tháng đó Thì các bạn có thể là được trade miễn phí không đô la trading fees, các bạn sẽ được hỗ trợ tốt hơn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Các bạn sẽ được bảo hiểm 1 triệu đô la và đặc biệt hơn đó những người nào mà thay thuế Hoa Kỳ như là thuận đó, thì các bạn có thể lấy được cái à, đơn 8949 thực ra bản thân cũng thể tự tạo cái đơn này nhưng mà nếu như mà có Coinbase nào thì nó sẽ đơn giản hơn thì Thuận cũng đã gia nhập vào Coinbase One tại vì sao thì các bạn thực ra Thuận cũng không có cần thiết phải sử dụng Coinbase One đâu tại vì nó 30 đô một tháng và Thuận không có thường trade trên Coinbase vì cái phí nó cũng khá mắc cho nên nếu như mà tính giá phí của Coinbase thì bây giờ thì các bạn phải trade từ 10 cho đến 30 trade một tháng à, Thì mới hợp lý khi mà bỏ ra 30 đô à, để mà mua cái hội viên Coinbase One Nhưng mà chúng vẫn bỏ ra để mà mua hội viên Tại vì à, thứ nhất là Thuận à, cần phải lấy cái à, giấy thuế 8949 thứ nhì nữa Đây cũng là một cái đóng góp nhỏ nhỏ đối với lại cái à, sự kiện này Coi như là Coinbase sẽ có thêm một phần à, thu nhập Bên hiếp mà có nhiều người như Thuận thì họ sẽ có nhiều cái thu nhập Và có chi phí để à, chống đối lại SEC và nói tới SEC đó thì các bạn thấy là họ lại đưa ra thêm một cái khuyến cáo về crypto nữa. Khuyến cáo này được chia sẻ ngày hôm nay. Và cái khuyến cáo này cũng không phải dài lắm đâu. Các bạn có thể đọc và có thể rút ra được những cái thông tin cho bản thân của mình. Nhưng mình cũng đã tóm tắt lại ở trên những mạng xã hội thì để thường chia sẻ tóm tắt với các bạn. Thì có ba điều cần lưu ý lúc mà Gary Gensler còn thân với lại SBF, nghĩa là Salmon Free thì tại sao lại không đưa ra cảnh báo này điều thứ nhì nữa đó là SEC quản lý chứng khoán nhưng mà hầu như ngày nào các bạn thấy họ cũng quan tâm đến crypto tại sao họ lại không quan tâm chứng khoán thì bây giờ các bạn thấy là ngân hàng đang không được ổn chứng khoán ngân hàng giảm rất là nhiều và có nhiều cái thông tin cho thấy được là những cái người mà có chức vụ trong ngân hàng họ đã bán cổ phiếu của mình trước khi ngân hàng sụp đổ thì những cái đó bây giờ điều cho tới đâu rồi hầu như không nghe nói tới mà họ chỉ nhắm vào crypto mà thôi và trong bài viết này đó có một điều rất là khó hiểu các bạn khi mà họ nói tới crypto đó thì họ lại đề cập tới một cái khái niệm khái niệm đó là gì khái niệm đó gọi là crypto asset securities À, có nghĩa là một crypto chứng khoán các bạn, tài sản crypto chứng khoán. Cái này rất là khó hiểu tại vì tại sao mà họ không gọi là crypto hay là chứng khoán. Giống như là SEC thường hay nói đó, chủ tịch giao ra sẽ nói là ngoại trừ BDC ra tất cả là chứng khoán thì một là crypto hay là chứng khoán? chứ tại sao lại có crypto asset securities là crypto chứng khoán. Đó điều là khó hiểu ở đây. Nhưng mà tóm tắt cảnh báo đó là văn phòng giáo dục và vận động nhà đầu tư của SEC tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư thận trọng nếu xem xét đầu tư liên quan đến crypto chứng khoán bạn được là họ gặp hai cái lại là, là crypto chứng khoán chứ không phải là crypto hay là chứng khoán có nghĩa là gì có nghĩa là có một số crypto họ không gọi là chứng khoán còn một số họ gọi là crypto chứng khoán các khoản đầu tư vào crypto chứng khoán có thể rất biến động và mang tính đầu cơ đồng thời các nền tảng mà nhà đầu tư mua bán vay hoặc cho vay các tài sản này có thể thiếu các biện pháp bảo vệ quan trọng cho nhà đầu tư nguy cơ thua lỗ đối với các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào các giao dịch liên quan tới tài sản crypto bao gồm cả chứng khoán tài sản crypto vẫn rất đáng kể khoản tiền duy nhất mà bạn nên mạo hiểm với bất kỳ khoản đầu tư nào là khoản tiền mà bạn có thể chấp nhận mức hoàn toàn đó là cái lời khuyến cáo đến từ sec nhưng mà các bạn thấy được là cái điều thú vị đó là bên dưới này họ có cái phần lưu ý thì phần lưu ý nói gì các bạn phần lưu ý này nói um, là thông báo này thể hiện quan điểm của nhân viên văn phòng giáo dục và vận động đây không phải là quy tắc quy định hoặc là tuyên bố của ủy ban chứng khoán sec ủy ban không phê duyệt nội dung này cảnh báo này giống như tất cả các tuyên bố của nhân viên không có hiệu lực pháp lý nó không thay đổi hoặc là sửa đổi luật hiện hành và nó không tạo ra nghĩa vụ mới cho bất kỳ ai tóm lại đây là quan điểm của cá nhân của một nhân viên nào đó SEC không chịu bất cứ trách nhiệm gì về tuyên bố này, các bạn. Thì để nói thật lòng nó có thể là cái phần mà cảnh báo này nó nằm ở tất cả nội dung được chia sẻ với SEC để miễn trừ trách nhiệm mà thôi. Tại vì các bạn đang thấy được là sau khi mà có cái sự kiện liên quan tới giám đốc Hinman cách đây 3 năm đã lên tiếng nói là Ether không phải là chứng khoán đó thì bây giờ đã gây nhiều rắc rối cho SEC, cho nên họ mới có một cái cảnh báo này để mà miễn trừ trách nhiệm nhưng mà nó cũng không hợp lý lắm làm đối với Thuận Tại vì đây là trang web chính thức của SEC mà và nói thật đó thì khi mà bạn đọc bài viết này đó, phần lớn thì họ nói là cũng có lý chứ không phải là không có lý chỉ có một phần duy nhất thường cảm thấy là không hợp lý ở đây đó chính là họ nói là những công ty crypto không đăng ký và không theo luật pháp hiện tại thì điều mà nhiều người sẽ không có hiểu đó nhưng mà nào mà không theo dõi thị trường này thường xuyên sẽ biết là hiện bây giờ chưa có một khuôn khổ pháp lý nào được đưa ra bởi hoa kỳ hết đó là điều đầu tiên chưa có khung pháp lý làm sao mà theo luật được các bạn. Điều thứ nhì nữa là hiện bây giờ SCC đâu có cách nào cho công ty tụi tôi đăng ký đâu, đó cũng là cái sự phàn nàn lớn nhất đến từ Coinbase và cũng là lý do tại sao mà họ nói là nếu như mà cần họ sẽ ra tòa tại vì SCC không có công bằng không cho người ta đăng ký, không cho người ta cách nào để đăng ký nhưng mà lại nói là không đăng ký và đi phạt hay là đi kiện cho nên điều đó là một điều hoàn toàn không công bằng. Cho nên cái phần đầu tiên này là cái phần thường cảm thấy là không hợp lý. SEC nói như là họ có cách để mà cho mọi người đăng ký, mà mọi người không chịu đăng ký. Nhưng mà sự thật đó, thì không phải là như vậy. Còn những phần còn lại đó thì uh, họ nói cũng có cái phần đúng nhưng mà nó chung chung thôi các bạn. Thật ra những gì mà họ nói đều có thể áp dụng uh, tới bất cứ tài sản nào và nhất là thị trường chứng khoán mà họ đang quản lý. Giống như là họ nói là đầu tư vào crypto đó thì uh, có nhiều rủi ro tại vì nó rất là dao động về uh, giá cả. Uh, thì đương nhiên rồi các bạn, crypto rất là dao động nhưng mà khi các bạn so sánh với lại cổ phiếu của những ngân hàng như là SVB, như là First public các bạn thấy được là những cái cổ phiếu đó nó dao động đâu có thua kém gì crypto đâu. Và các bạn hãy nhìn vào cổ phiếu công nghệ năm ngoái đi. Chúng ta thấy được là những công ty công nghệ lớn đi lên đi xuống mấy chục phần trăm một ngày cũng là điều thường thấy luôn. Thì nếu như mà nói là đầu tư crypto, nói riêng là có sự dao động lớn thì không hẳn đâu các bạn. Chúng ta nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ mà họ đang quản lý cũng dao động cỡ đó mà thôi. Cho nên đây là một cái cảnh báo mà nó áp dụng cho tất cả những tài sản hiện bây giờ mà họ đang quản lý chứ không chỉ riêng là crypto đâu kế đó nữa đó thì à, họ nói là trong thị trường này à, có nhiều sự à, lừa đảo và có nhiều người xấu thì đó cũng là một phần đúng mà thôi chúng ta thấy được là mỗi vài năm chúng ta hay nghe nói một cái vụ lớn ở trong à, thị trường à, tài chính nói chung chúng ta có bernie Madoff, chúng ta có elizabeth holmes chúng ta có rất là nhiều người đã bị bắt và vào tù những người lừa đảo trong thị trường chứng khoán cũng có rất nhiều luôn chỉ là ít hơn crypto này mà thôi à, có thể là crypto này vẫn còn quá mới cho nên chúng ta có nhiều thành phần xấu và cần thời gian để mà lọc bớt đi giống như là trong năm ngoái đó, chúng ta lọc bớt đi rất là nhiều những công ty mà không nên ở lại rồi những người mà không tốt cho thì crypto phần lớn đã bị lọc ra thì sau này sẽ đỡ hơn nhưng mà đây cũng là một cái vấn đề tạm thời của trường crypto này đối với thuận một ngày nào đó thì trường này nó sẽ tốt hơn và nó cũng sẽ như là thị trường chứng khoán cái số lượng người xấu cũng tương tự mà thôi và điều kế tiếp đó họ chia sẻ thì cũng chung chung mà thôi họ nói là mọi người đều nên có một cái chiến dịch đầu tư và nên hiểu là khả năng chấp nhận rủi ro của mình là bao nhiêu để có thể thành công trong đầu tư thì cái này là áp dụng cho tất cả chứ không riêng crypto thì bài viết này thực ra cũng không có nhiều giá trị được các bạn họ cũng đã từng chia sẻ những bài viết tương tự như vậy liên quan đến chứng khoán rồi nhưng mà đây một lần nữa lại cho thấy là SEC vẫn đang nhắm vào thị trường crypto này Và có uh, một số bạn nói là nhà đầu tư đang không được bảo vệ Cho nên có thể là SEC đang cố gắng bảo vệ nhà đầu tư thì cũng không phải đâu các bạn Tại vì nếu như mà SEC thật sự là muốn bảo vệ nhà đầu tư đó Thì họ nên ra quy định rõ ràng Họ nên ra quy định rõ ràng là sang nào được hoạt động ở Hoa Kỳ sang nào không được sang hoạt động Hoa Kỳ đó phải đăng ký với đơn vị nào Đăng ký ra sao Và những cái đồng nào được quyền cho giao dịch như đâu you know, nào gọi là chứng khoán đối với SEC họ hoàn toàn không có nói rõ ràng mà họ chỉ đi kiện từng cái dự án một mà thôi và cái dự án mà họ lựa chọn nó cũng không có theo bất cứ một cái logic nào hết các bạn tại sao mà có nhiều dự án mà người ta đã nói là đây là dự án mà khả năng là lừa đảo nhưng mà scc lại không có nạp đơn kiện cho đến khi dự án đó sụp đổ nhưng mà scc lại đi uh, nạp đơn kiện một dự án lớn hơn mà không có dấu hiệu uh, là lừa đảo nói chung uh, cái việc làm của scc nói rất là tùy tiện và nó không có theo mực. bất cứ một cái logic nào cho nên không phải là bảo vệ nhà đầu tư đâu các bạn và không phải là họ không biết mình muốn gì tuy nhiên thường nghĩ là gary gansler biết mình muốn gì rồi đó chính là thâu tóm cả thị trường này và quản lý cả thị trường này dưới quyền kiểm soát của SEC khi mà đã có quy định rõ ràng rồi đó thì có khả năng quốc hội sẽ nói là không những cái mà SEC nói đó cái gì là chứng khoán thì là không phải thì những cái đó không hợp lý và có thể là cái thị trường này nên được tiếp quản bởi một đơn vị khác là CFTC, bộ quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ chứ không phải là SEC. Cho nên vì lý do đó thì nghĩa là SEC không có muốn ra quy định rõ ràng tại vì nếu như như vậy đó thì những công ty họ sẽ theo quy định và SEC không thể làm càng được nữa. Đó là suy nghĩ của thuận cho nên không phải là SEC đang cố gắng bảo vệ nhà đầu tư đâu, SEC chỉ đang cố gắng để mà thu Tấm thị trường này mà thôi và đó là một phần mà thôi phần kế tiếp nữa đó, chúng ta sẽ thấy được rằng thị trường này à, không biết vì lý do gì đó liên tục bị tấn công hết sự kiện này sự kiện kia chúng ta thấy được là ngày hôm nay đó cổ phiếu block có nghĩa là trước đây là công ty square đó các bạn là công ty của Jack Dorsey trước đây là CEO của Twitter à, thì công ty này đó các bạn thấy được cổ phiếu đã giảm 14.82% ngày hôm nay Tại vì sao vậy các bạn? Tại vì đó, công ty Block này à, đã nhận được một cái à, thông báo Thông báo này đã đến từ công ty Hindenburg Research Đây là một công ty mà thôi không phải là một đơn vị chính phủ gì hết Nhưng mà đây là một công ty à, họ đã mở một lệnh sốt rất là lớn cho cái à, cổ phiếu Block này Thì lý do tại sao à, họ sốt cổ phiếu này đó, họ nói là cái công ty Block này đang dính vào những cái sự kiện có thể là không hợp pháp có thể là không team blog này đã, đã cho phép những cái người phạm pháp sử dụng cái ứng dụng của họ họ có những cái ứng dụng như là khá sát cái mặt thì gửi tiền được nên thì có thể là những người trên ứng dụng đó là những người có thể là những kẻ xấu trên mạng lưới hoạt động hiện bây giờ và rất nhiều những cái account bây giờ ở trên cái ứng dụng này là account giả và cái công ty này đó buông ra cái lời cáo buộc là họ đã sử dụng uh, một cái fake ID có nghĩa là một cái ID giả uh, họ giả làm Elon Musk và giả làm cựu tổng thống Donald Trump và họ đã nhận được cái thẻ cá sáp này dưới tên của Donald Trump và dưới tên của Elon Musk cho nên vì lý do đó, đó họ nghĩ là công ty này uh, đang rất lỏng lẻo về cái việc là quản lý rửa tiền hay là KYC xác minh thân phận cho nên họ đã sốt cái uh, cổ phiếu này và công ty blog cũng đã lên tiếng nói là không công ty hedenburg này đó là đang bôi nhọ cái danh tiếng công ty của họ và họ sẽ làm việc với lại scc và sẽ có những cái hành động pháp lý à, để chống lại công ty hình này có nghĩa là họ có thể kiện công ty này à, vì lý do là bôi nhọ danh dự công ty của họ nhưng mà đây là cái thông tin mới cho các bạn và công ty Block này là một công ty mà hầu như là họ đã chú tâm 100% để mà phát triển BTC rồi các bạn đã biết là Jack Dorsey cũng đã kích hoạt mạng lưới lại Network, Jack Dorsey à, cũng đã nói là sẽ có một cái à, ví cứng sẽ ra mắt à, từ công ty này Cho nên à, Jack Dorsey là một trong những nhân vật mà cực kỳ ủng hộ BTC Thì có phải đây là một cuộc tấn công nhắm vào BTC nhưng mà gián tiếp hay không đó, thì à, chúng ta vẫn chưa có rõ Nhưng mà khả năng cũng có thể đấy các bạn Nhưng mà cho dù những sự kiện này xảy ra ngày hôm nay, các bạn thấy là tới cuối cùng thì sao? Tới cuối cùng thì chúng ta thấy được là giá của BTC vẫn tiếp tục trên con đường tăng trưởng Tại vì... Bitcoin ngày càng chứng minh được giá trị thật sự của mình Càng nhiều người tấn công thì càng chứng minh được là BTC là một cái gì đó rất quan trọng cho nên họ mới tấn công Chứ còn BTC không là gì hết thì sẽ không ai rảnh để mà tấn công đâu các bạn rồi chúng ta cũng có một cái thông tin, thông tin này liên quan tới Do các bạn và hồi sáng này đã có thông tin là Do bị bắt ở Montenegro à, tại sân bay Podgoria. Đây là cái thông tin trực tiếp đến từ bộ trưởng nội vụ của cái à, quốc gia này các bạn. Đây là cái thuyết chính thức à, đến từ người này và đây là cái nguồn duy nhất mà chúng ta nhận được à, và các bài báo đó thì à, đều trích ra từ một cái nguồn này. Thì đầu tiên hết. À, có một số người à, nghĩ đây là thông tin giả cái này đó chúng ta vẫn đang à, chờ đợi để xem coi là khi nào mà mới có cái sự xác thực tại vì ở trong cái thuyết đến từ bộ trưởng nội vụ của à, cái à, quốc gia montenegro này thì à, họ chỉ nói là họ đã bắt được một người và họ tin đó là Dokon, nhưng mà họ vẫn à, đang xác thực tới bây giờ vẫn chưa có xác thực được nhưng mà nếu như chúng ta nhìn ở trên cái biểu đồ đó thì các bạn thấy được là đây là một cái quốc gia mà nằm kế bên quốc gia Serbia và các bạn đã nhớ là cách đây khoảng chừng vài tháng đã có tin đồn là Do Kwon đang lẫn trốn ở Serbia cho nên nhiều người cho là khả năng này cũng có thể có thể là Do Kwon đã di chuyển qua bên nước Montenegro này và sau đó đã tìm cách để mà rời khỏi qua một quốc gia khác tại vì Do bị bắt ở sân bay sân bay các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì ở trên cái sân bay này đó họ đã bắt được Do sử dụng một cái passport giả à, chứ không phải là tên thật cho nên vì lý do đó họ cần thời gian để mà chứng minh đây là Do Khan nhưng mà sau khi mà có thông tin này đó thì đã có cái à, cuộc khởi tố chính thức đến từ Hoa Kỳ thì à, ở bên tòa án ở New York đó Do đã chính thức bị à, khởi tố bởi chủ yếu là hai tội thứ nhất là lừa đảo à, thứ hai nữa là hành động làm giá thị trường thì có khả năng là những gì được chia sẻ bởi cái quốc gia Montenegro là cái thông tin thật tại vì có thể là Hoa Kỳ đã liên hệ được với quốc gia này và xác thực thân phận của người bị bắt đó chính là Do Kwon cho nên Hoa Kỳ mới nộp đơn để mà chính thức khởi tố chứ nếu như không thường nghĩ là họ cũng không có chúng ta khởi tố đầu chúng ta chỉ chưa có nhận được cái xác thực chính thức mà thôi nhưng mà khả năng là như vậy khi nào mà có thông tin thì chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới FTX các bạn thì chúng ta cũng đã biết là FTX có một cái lỗ hỏng rất là lớn sau nhiều tháng đó thì chúng ta đã biết được là tổng cộng tất cả đó thì FTX đã có tổng cộng nợ là 11 tỷ đô la, trong khi mà tổng số tài sản còn lại nó chỉ có 4.7 tỷ mà thôi, có nghĩa là họ đang có một lỗ hỏng cực kỳ lớn là 4 tỷ đô la, nhưng mà lỗ hỏng này ra sẽ có thể lấp lại được một phần à, tại vì có một cái số tiền là 460 triệu đô la này đó là sẽ bị clawback nghĩa là sẽ à, bị được kêu gọi trở về. Đây là cái số tiền à, mà Salmon Free đã đầu tư vào một công ty có tên là Modulo Capital Đây là một công ty đầu tư mà hầu như là không ai nghe nói tới các bạn Đây là công ty à, bắt đầu từ năm 2022 à, Và sau khi mà mở cái công ty này đó Thì Salmon Free đã bỏ một số tiền rất lớn là 460 triệu vào Tại sao vậy? Thứ nhất đó là cái à, một trong những người mà dẫn đầu công ty này có tên là Liu Zhang và Liu di này đó là một trong những người mà đã từng làm việc với Sam Bennett Free ở công ty đầu tư Chang Street Nhưng mà điều thú vị hơn đó là Liu di là một trong những người mà người ta nói đó chính là bạn gái cũ của Sam Bennett Free À, cho nên vì lý do đó sau khi mà Lưu mở cái công ty đầu tư này thì Salmon Free đã bỏ ra 460 triệu thì bây giờ đó tòa án nói là không 460 triệu này đó là cái số tiền của những nạn nhân cho nên công ty này phải trả trở lại và khi mà công ty này trả trở lại đó thì uh, công ty này sẽ không còn dính líu gì đến FTX và Alameda nữa cũng đồng nghĩa là khi mà Salmon Free bỏ 460 triệu vào công ty này đó thì nhận được 20% cổ phần cái cổ phần đó sẽ trả về cho công ty Mondulo Capital này thì 460 triệu so với cái lỗ hỏng là 7 tỷ đô la không phải là một con số nhiều lắm các bạn nhưng mà thật ra 460 triệu này so với cái số tiền tổng cộng còn lại là 4.7 tỷ thì 460 triệu này cũng coi như là có thêm 10% số tiền để mà có thể trả lại chuyện nạn nhân thì coi như đây cũng là một cái thông tin tốt các bạn.